Dạ, con xin kính chào bác Nguyễn Nhân ạ. À. Dạ thưa bác, con tên là Hoàng Thị Thu Hồng, con cư ngụ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ thưa bác, con xin phép được có một số câu hỏi với bác. Thông qua một việc là con có xem một cái video có tựa đề là Tiêu chí làm tu sĩ, đăng ngày 2 tháng 4 năm 2016, tức cách đây đã 6 năm, trên trang Thích Nhật Từ Official do Thượng tọa Thích Nhật Từ giảng giải. Trước tiên thì con xin phép bác được tóm tắt nội dung video này như sau. Là có người đặt câu hỏi với Thượng tọa Thích Nhật Từ, đại ý câu hỏi là: Thưa thầy, đến chùa là để thờ Phật, học pháp, thông qua các thầy tăng. Thầy giỏi thì trò mới giỏi. Vậy trên đất nước Việt Nam này và trên thế giới thì có phân biệt thầy số 1, thầy số 2, thầy số 3 hay không? Qua phần trả lời trong video này, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã chính thức tuyên bố đạo Phật khiếm khuyết đến ba vấn đề vô cùng trọng đại, đó là: một, đạo Phật chưa có giáo lý; hai, các tu sĩ đạo Phật hiện nay chưa đủ tiêu chí để làm thầy; ba, các tu sĩ đạo Phật không biết giảng gì là đúng với chánh pháp. Cho nên Thượng tọa Thích Nhật Từ khuyên các Phật tử muốn nâng cao trình độ Phật học thì nên nghe các bài giảng của ông ta trên kênh Đạo Phật Ngày Nay, trang Chùa Giác Ngộ, trang phatam.com do ông ta quản lý là chuẩn mực nhất. Còn các kênh khác như kênh Hoằng Pháp.com, Tu Viện Khánh An.com thì chỉ khá chuẩn mực thôi. Kính thưa bác, còn có rất nhiều thắc mắc là xoay quanh cái phần giảng giải này của Thượng tọa Thích Nhật Từ. Con mong bác vui lòng giải đáp cho chúng con xin phép được hỏi câu đầu tiên như sau. Kính thưa bác, Thích Nhật Từ đã tuyên bố đạo Phật chưa có tiêu chí làm tu sĩ, nghĩa là Thích Nhật Từ tự nhận mình là thầy chùa, không đủ tư cách để làm một tu sĩ, có phải không ạ? Cái phần mà Thượng tọa Thích Nhật Từ xác nhận như vậy, theo nguyên tắc á, mình bác không có thể có tư cách mà góp ý vô cái chuyện này được. Một vị tu sĩ mà họ xác nhận như vậy thì đương nhiên họ thấy như thế nào đó thì họ mới xác nhận là họ không đủ cái tiêu chí để làm một vị sư. Thì cái phần này á, nó lệ thuộc vào giáo hội và chính quyền. Chính quyền thì kiểm soát tôn giáo hành đúng theo theo kêu bằng là giáo lý giáo luật, còn chánh giáo hội á, thì quản lý các tu sĩ đúng theo kêu bằng hiến chương của giáo hội. Thì hai cái phần này nó nằm thuộc về phạm vi của chính quyền tôn giáo và giáo hội Phật giáo. Vì thế mà cháu hỏi bác cái phần này thì bác không có đủ tư cách mà để trả lời. Thì phần này thì bác đề nghị cháu là chuyển cái câu hỏi này chuyển sang chính quyền tôn giáo và giáo hội Phật giáo Việt Nam mới đúng hơn. Xin cháu hỏi tiếp câu hỏi thứ hai đi.